xuống mò điện thoại đầu xuân, thanh niên vớt được thứ không ngờ. Rồi như vậy là một bạn trẻ sau khi thực hiện những màn quay TikTok thì điện thoại đã bị rơi xuống một cái ao trong một ngôi chùa. Nãy giờ đang lặn chân nhưng mà vẫn chưa lần được điện thoại đâu. Chúng ta cùng xem thanh niên sẽ vớt được cái gì lên. À, đang chờ thế rồi. À, đây rồi. Ui, đây gì đây? Ui, có phải là điện thoại hay gì đây? Vâng. Ui, như vậy là mò điện thoại nhưng lại vớt luôn được một cái chậu ở đâu đó, được ngâm dưới ao đúng không ạ? Rồi, nhưng mà nói chung là xác định chơi hôm nay là không biết vị trí chỗ nào mà lần nãy giờ mà không thấy sao. Đầu xuân mà đi mò ngụp lặng này rồi thì... Ủa đây sao? Thấy gì chưa? À, đang mò nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì. Đấy. Đi nhau rơi điện thoại này.